Thế Giới Máy xin mến chào anh em. Thì ngày hôm nay Thế Giới Máy sẽ lên cho anh em một dòng máy rửa xe công nghiệp đến thương hiệu Toàn Phát, có dây xịt cố thép dài lên đến 15 m và sử dụng là piston ti sứ có đường kính 20 mm, cùng với đó là rơ le rất nhã. Trong quá trình hoạt động thì áp lực sẽ hiển thị trực tiếp trên đồng hồ nhé anh em. Và bây giờ thì kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ bắt đầu test máy cho anh em cùng xem. Máy được trang bị với công suất lên đến 2200W nên là hoạt động với khả năng phun xịt vô cùng mạnh mẽ. Anh em có thể loại bỏ được vết bẩn trên xe được dễ dàng. Thì anh em có thể thấy là kỹ thuật viên của chúng tôi đang sử dụng là bét 25 độ tạo ra tia xè. Và anh em có thể thay đổi loại bét. Lúc này là chúng tôi đang sử dụng là bét 0 độ nha anh em. Với bét 0 độ này thì sẽ tạo ra tia thẳng, có được áp lực mạnh lên đến 150 bar, cho ra được khả năng phun xịt vô cùng mạnh mẽ, ngay cả những vết bẩn cứng đầu và khó bay nhất. Vậy còn chần chờ gì nữa mà anh em không nhấc điện thoại lên để có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình là đã có thể sở hữu ngay một công cụ máy rửa xe công nghiệp đến từ thương hiệu Toàn Phát, có mã là TP-LS2200 PRO này rồi nhé. Còn bây giờ thì Thế Giới Máy xin mến chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.